Đầu tiên xin giới thiệu quý vị tiếng hát Phạm Quỳnh Anh. Điều em không muốn này cũng đã đến, vào một đêm lặng thinh chính anh cũng đã nói chúng ta chia tay, đau lòng quá đi. Cho dù biết trước em đây vẫn cảm thấy sao thật bất ngờ. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Ôi, tôi chỉ muốn đặt một câu hỏi. Bích Phương tập 1 bám víu vào một ruồi, tập 2 bám víu vào Nhật Thủy. Bây giờ Nhật Thủy ở đây, Bích Phương em bám vào đâu? Nhật Thủy hiện đến của mọi nhà. Mất tính tự hoàn toàn luôn á. Bây giờ em phải cho chị dựa vào em bằng một cách khác. Em phải cho chị những lời tư vấn sáng suốt bằng đôi tay ngọc ngà của em. Không chị chết, chị suy sụp. Hai người em suy sụp quá, tại sao là Nhật Thủy? Thưa quý vị, trăm nghe thì không bằng một thấy. Bây giờ Nhật Thủy là phải làm lại cái tuyệt chiêu nguyên một nhóm nhạc HAT mà nằm trong môi em. Trời ơi. Đó, em ơi, vỗ tay mọi người. Đúng rồi, Thủy phải thể hiện đi chứ không mọi người lại bảo là tại sao ban cố vấn lại suốt ngày đoán là Nhật Thủy. Hay lấy 3 chiếc cổ họng trong số 50 chiếc cổ họng của em ra đi. Đúng rồi. Em giả giọng 3 người thôi là được. Quá áp lực nghe rồi, không sao đâu em, tự tin. Em tưởng đến được thưởng thức chương trình ca nhạc không ngờ là vẫn gặp thử thách. Nhưng thôi em sẽ cố gắng ạ. Đây, đầu tiên xin giới thiệu quý vị tiếng hát Phạm Quỳnh Anh. Điều em không muốn này cũng đã đến, vào một đêm lặng thinh chính anh cũng đã nói chúng ta chia tay, đau lòng quá đi. Cho dù biết trước em đây vẫn cảm thấy sao thật bất ngờ. Tiếp thì Thu Thủy, chị Thu Thủy. Thưa quý vị, và đây là tiếng hát của ca sĩ Thu Thủy. Ngày xưa anh nói với bao người con gái rằng anh yêu một ai chỉ có một mà thôi đó. Mà đến chính em lại được chính những lời nói đó làm ngất ngây. Nhưng anh lại đi nói nữa với những người sau. Điệu bộ của nước giống luôn. Xuất sắc luôn. Và đây, Kim Sa Ngư, Lương Bất Hủ. Anh muốn anh yêu em, anh muốn anh yêu em. Rồi anh chán anh chia tay, tình yêu với em mong manh vậy sao? Trời ơi, giỏi quá. Siêu. Quý vị sợ chưa? Hỏi tại sao mà tụi tôi không bám vô điểm tựa này? Thật ra cái này không chắc anh em mình được bởi vì là khả năng giả giọng quá giống. Không, mà giỏi quá. Giỏi quá. Có nghĩa là nó chi tiết luôn chứ không phải là giống bình thường á. Tay chân diễn xuất. Trời ơi, chết rồi.